Ok, xin chào quý vị các bạn trở lại với chuyên là Hùng Xe Hơi. Và trong hôm nay thì ở video này mình sẽ đưa ra 3 lý do vì sao nên mua Honda City vào thời điểm này. Honda City là mẫu xe duy nhất hiện nay của Honda đang được hưởng ưu đãi 50% thuế trước bạ. Và đây là lý do đầu tiên mà mình muốn gửi tới quý khách hàng. Từ ngày 28 tháng 6 hiện nay thì với việc xe lắp ráp trong nước đã được khuyến mại đến 50% thuế trước bạ thì Honda City sẽ được giảm trong hai phiên bản. Thứ nhất là phiên bản top, chúng ta sẽ tiết kiệm được 30 triệu đồng tiền chi phí lăn bánh, và phiên bản Honda City CVT chúng ta tiết kiệm được đến gần 28 triệu đồng. Lý do thứ hai, trong thời điểm này với Honda City trong nước hiện nay chúng ta có hai phiên bản, và trước mắt có thể trong thời gian tới với cái thông tin đã được phổ cập trên mạng khá là nhiều. Mặc dù Honda Việt Nam chưa chính thức công bố cũng như là xác nhận, tuy nhiên thì cái mẫu Honda City 1.0 thế hệ mới mà đã được bày bán ở Thái Lan trong một năm vừa qua, rất có thể là sang đầu năm sau chúng ta sẽ có ra mắt phiên bản mới. Và với thông tin như vậy thì cái tâm lý xả tồn kho cũng như là khách hàng, đại lý và hãng chúng ta muốn bán những cái xe form cũ như này và cái mức khuyến mại tất nhiên tại thời điểm giữa năm như này không thể cao được. Chúng ta nên mua vào thời điểm này. Vì sao? Vì khi mà những cái chiếc xe City cuối cùng của cái form này mà vào khoảng tháng 11, tháng 12, nhất là gần Tết, khi thị trường gần Tết khá là nóng, sôi động, thì rất có thể cái mẫu xe này sẽ không còn được khuyến mại tốt như thời điểm này, thì chúng ta nên đặt cọc vào thời điểm này. Lý do cuối cùng là với những mẫu xe đối thủ thì Honda City đang có lợi thế về giá. Trước đây thì với cái mẫu xe hạng B thì chúng ta ưu tiên Honda City này, Toyota Vios này, Kia Soluto hay Hyundai Accent, thì Honda City là những cái mẫu xe mà có mức giá niêm yết khá là cao so với mặt bằng chung các mẫu xe sedan hạng B. Tuy nhiên thì với cái thời điểm khuyến mại suốt từ đầu năm sau dịch Covid, chúng ta có thể thấy là Honda City khuyến mại đến gần 40 triệu đồng tổng giá trị phụ kiện, tiền mặt cũng như là chương trình khuyến mại. Nó sẽ tùy thay đổi tùy theo thời điểm và cũng như là màu xe, thời điểm mà quý khách hàng đặt cọc mua xe. Sau khi chính thức được giảm thuế trước bạ thì các mẫu xe khác đang co dần cái mức khuyến mại và cũng như là đang trở về cái mức giá niêm yết. Tuy nhiên thì Honda City vẫn đang được hỗ trợ khuyến mại tại thời điểm này lên đến 40 triệu đồng. Cụ thể về chương trình khuyến mại thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình có hotline đang đính kèm trên video. Vậy thì điểm nhanh qua 3 lý do mà chúng ta nên chốt mua Honda City tại thời điểm này. Thứ nhất là giá thuế trước bạ đã chính thức giảm và chúng ta được tiết kiệm tiền mặt khi chúng ta hoàn thiện chi phí lăn bánh. Thứ hai là hiện nay Honda City vẫn còn được hỗ trợ về mặt từ đại lý, hãng, và chúng ta vẫn được hưởng chương trình khuyến mại khá là tốt so với mặt bằng chung các đối thủ. Và thứ ba là nên đặt sớm để tránh tình trạng tăng giá nếu như Honda City xả tồn những cái chiếc xe mà để thay form mới. Thì mọi thông tin chi tiết về giá bán, chương trình khuyến mại thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với mình có hotline đang đính kèm trên video. Mình sẽ cập nhật những cái video mới về chương trình giá xe cũng như là bảng giá khuyến mại những xe hot của các hãng khác. Rất mong quý khách hàng ấn like, share và subscribe để chúng ta tiếp tục cùng nhau lựa chọn được cái mẫu xe ưng ý của mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.